Thưa quý vị, phải siết chặt hơn nữa công tác phòng chống dịch, đặc biệt là tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát và khai báo y tế, tránh chủ quan lơ là. Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các sở ngành địa phương vào cuối giờ chiều qua ngày 18 tháng 9. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, trong giai đoạn hiện nay khi thành phố ghi nhận không trường hợp mắc mới, thì thành phố cần triển khai ngay các chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp khó khăn để họ sớm ổn định cuộc sống. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu các cấp ngành địa phương rà soát lại công tác thống kê, vừa xác định thực tế, vừa đảm bảo quyền và lợi ích của người dân, bám sát các chủ trương chung để xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp, đúng đối tượng. Đề nghị ngành giáo dục nghiên cứu phương án hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn đón học sinh quay trở lại địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định những biện pháp phòng chống dịch của chúng ta đã và đang đi đúng hướng. Điều này thể hiện qua các số liệu thống kê những ngày qua. Nhấn mạnh trước nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhiễm từ bên ngoài, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ngành địa phương phải tỉnh táo, phấn đấu bảo vệ và giữ vững thành quả chống dịch, không những duy trì các biện pháp kiểm soát hiện nay mà phải làm quyết liệt và chặt hơn nữa, không buông lỏng, tạo tâm lý chủ quan, lơ là. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý. Chúng ta phải tiếp tục siết chặt các cái biện pháp kiểm soát đã được tổ chức triển khai và đặc biệt là phải tăng cường cái công tác kiểm tra, kiểm soát từ các khu dân cư, từ các cái nơi làm việc, các cái cơ sở sản xuất, rồi các cái nơi mua bán lương thực thực phẩm. Tất cả những cái điểm gọi là điểm đi và điểm đến là chúng ta vẫn phải tăng cường kiểm soát để thực hiện tốt cái việc một là người dân ra đường cho nó đúng cái đối tượng, hai nữa là cái thực hiện cái 5K. Cái nữa là tôi đề nghị là các đồng chí tiếp tục phải siết chặt cái việc kiểm soát cái người có những cái biểu hiện ho sốt. Đây vẫn là một trong những cái đối tượng mà đòi hỏi chúng ta phải thực hiện cái việc kiểm soát. Và một trong những việc kiểm soát tốt là chính là cái công tác là người dân phải khai báo y tế hàng ngày khi có các cái biểu hiện. Chúng ta phải duy trì làm tốt cái việc này. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng thống nhất với ngành y tế siết chặt công tác tầm soát trong cộng đồng, các địa phương tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch, nhất là cập nhật số liệu tiêm chủng và kết quả xét nghiệm hàng ngày. Liên quan đến việc làm thẻ xanh, Bí thư Thành ủy đề nghị Sở Y tế cập nhật thông tin kịp thời về những trường hợp được điều trị khỏi, sớm hoàn thành xây dựng quy trình xét nghiệm tại doanh nghiệp và tiêu chí doanh nghiệp xanh. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát lại danh sách các hộ gia đình nhận hỗ trợ, kịp thời tổ chức tuyên dương khen thưởng, động viên kịp thời các lực lượng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho biết thành phố sẽ nghiên cứu mở rộng thêm các phương án hoạt động trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh. Trên cái cơ sở quyết định 28/25, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng thêm một số hoạt động nữa. Tất nhiên là mở rộng thì đi kèm với lại các cái biện pháp. Đó là phương án thứ nhất. Phương án thứ hai là khi mà chúng ta thấy rằng là cái qua một thời gian mà chúng ta không ghi nhận những cái ca trong cộng đồng thì chúng ta có thể xem đảo lại là chúng ta sẽ cấm một số hoạt động, tức là tạm dừng một số hoạt động như là cái thời của năm 2020 như thế, ta dừng một số hoạt động để là ta chỉ còn là vốn vàng một số hoạt động, tôi ví dụ như là karaoke, massage rồi vũ trường vân vân, thì chúng ta theo cái phương án đó. Phương án thứ ba là có thể là chúng ta sử dụng cái thẻ xanh, thẻ vàng, thẻ trắng theo cái việc như đồng chí Bí thư chỉ đạo là mức độ mà chúng ta đã tiêm vaccine. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng giao ngành y tế tiếp tục xây dựng phương án xét nghiệm, giao công an thành phố mở thêm các luồng xanh tiếp nhận hàng hóa từ tỉnh Quảng Nam, đề nghị người dân chủ động phối hợp trong việc đưa đón học sinh, sinh viên quay trở lại địa phương, các ngành địa phương đảm bảo tổ chức trung thu an toàn cho các em thiếu nhi.